nhiều chị hỏi em về cái cách bảo quản cái củ năng này. Thì hôm nay em làm cái clip này để em chia sẻ. Thì củ năng mà sau khi mà mình gọt vỏ sạch sẽ như thế này nè mọi người, có hai cách để mình bảo quản. Thứ nhất á, là mình gọt sạch sẽ như thế này ha. Mình gọt sạch sẽ như thế này rồi mình sẽ đem đi mình cắt hạt lựu nha mọi người. Đó, mình rửa thật sạch đi rồi mình cắt hạt lựu. Cái đồ cắt này thì em mua trên Shopee á mọi người. Mọi người có thể tìm tên trên Shopee nha. Mình search là cái dụng cụ gọt rau củ quả đa năng á, thì nó sẽ ra đó. Mình mua cái này về mình xài nó tiện lắm. Mình vừa làm được rau câu sợi nè, mình làm được cái bào cái thạch dừa để mà nấu chè dừa dầm nè. Rồi mình cắt được thạch củ năng, mình cắt được thạch rau câu luôn. Nó tiện dụng lắm mọi người. Đây, sau khi mà mình cắt hạt lựu xong rồi thì mình sẽ rửa thật lại sạch với nước một lần nữa. Rửa 2-3 nước á mọi người, mình dùng cái rổ á, cái lỗ to á, mình rửa cho tất cả những cái mà nhỏ nhỏ cho nó rơi ra ha. Rồi mình sẽ cho nước vô mình ngâm. Mình rửa sạch rồi mình cho nước vô mình ngâm. Rồi mình sẽ bỏ tủ lạnh nha mọi người. Thì làm cách này mình sẽ bảo quản được một tuần lễ luôn á. Nhưng mà mỗi ngày á mọi người nhớ là mình thay nước một lần nha. Mỗi ngày thay nước một lần thì mình sẽ xài được một tuần lễ nha. Nhớ là cái củ năng này á, mình đừng có đem đi cấp đông nha mọi người. Khi mà mọi người đem cấp đông á, thì khi mà mình đem ra mình áo bột á, cái lượng bột nó bám vào cái củ năng rất là nhiều, làm cho cái củ năng của mình nó cứng. Cái hạt, những cái hạt củ năng mà sau khi áo bột nó rất là cứng. Cho nên là mình đừng có đem đi cấp đông nha. Và đừng nên là đem áo bột xong rồi đem cấp đông nữa. Nó cái bột nó cũng bị ướt mọi người. Khi ướt thì mọi người áo thêm bột thì cái lớp bột nó rất là dày. Cái lớp bột của nó cũng rất là dày luôn. Cho nên là mình nên mình bảo quản như thế này. Và hằng ngày á, mình xài bao nhiêu mình lấy ra bấy nhiêu, mình áo bột mình xài liền. Thì là cái củ năng của mình nó sẽ rất là ngon nha mọi người. Đó là đây là cái cách mà bảo quản của em trong kinh doanh đó. Thì tại vì nhiều bạn hỏi, quá nhiều anh chị hỏi em cho nên em mới làm cái clip chia sẻ nè. Nó cũng đơn giản mà nhiều khi mấy chị không để ý á, rồi mình không có hiểu cho nên là hỏi em, thì hôm nay em mới làm cái clip để làm cho mọi người xem và cái cách em bảo quản để mọi người có thể là mình làm cho cái những củ năng mà mình mua về mình bảo quản nha. Thì em đã có cái clip chia sẻ về cách làm củ năng trên kênh Ngọc Khánh Vlog rồi đó. Thì mọi người bấm vào clip này làm lâu lắm rồi đó. Mọi người kéo xuống và coi cách làm nha. Nếu mà chưa biết làm thì củ năng sau khi mà mình áo bột xong á, thì mình sẽ luộc. Mình sẽ bắt nước thật sôi, mình cho củ năng vô tầm khoảng là 1 phút. Mình sẽ dùng cái đũa mọi người, mình đảo đều như thế này để cho những hạt củ năng nó tơi ra nha. Và mình sẽ luộc cho khi nào củ năng của mình nó nổi lên, nó sôi bùng lên và nó nổi lên là cái củ năng mình nó chín nha mọi người. Đó, mình sẽ đảo, mình đảo cho những cái củ năng của mình nó chín, nó trong lại là được nha. Và sau khi mà mình thấy nó nổi lên và cái lượng bột của áo trên cái củ năng á, những cái viên củ năng của mình nó trong hết rồi á, thì mình đem đi rửa thật sạch nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mình rửa rồi á thì mình sẽ cho đường nha. Ở đây thì em sử dụng đường khô nha mọi người. Em sử dụng đường, mình cho vào trực tiếp luôn. Và mình cho một ít cái màu xăm dứa nha mọi người, để cho cái củ năng của mình nó có cái màu nó tươi hơn, đẹp hơn nha. Và đây là thành phẩm nè. Cảm ơn mọi người nha. Rồi mình sẽ đem mình bán. Mình có thể bảo quản trong tủ mát từ sáng tới chiều cũng được nha mọi người.